Biên khảo Hương sắc trong trường văn, tác giả Nguyễn Hiến Lê, người đọc Trân Châu. Chương 4: Tế nhị và hàm xúc. Muốn tả một cái gì hùng vĩ, ta phải cảm xúc mạnh rồi diễn hết cảm xúc của ta, không được thừa cũng không được thiếu. Vì nếu thừa thì văn sẽ rườm, ý sẽ loãng, mà thiếu thì lời không kịp ý, văn sẽ dụng. Trái lại, muốn diễn một tình cảm hoặc tư tưởng tế nhị, ta không cần mà có khi cũng không nên phô bày hết ý nghĩ. Chỉ nói một phần thôi, hoặc nói một cách phương phớt, kín đáo để độc giả suy nghĩ thêm, tưởng tượng thêm. Như vậy cảm xúc của độc giả sẽ không mạnh bằng đọc một đoạn văn hùng tráng, song thấm thía hơn, lâu bền hơn. Đọc như thí dụ tôi dẫn trong chương nhì, chắc bạn đã xúc động mạnh, nhưng chỉ ít phút sau, cảm xúc đó nhạt dần, không còn để lại dư vị gì nữa. Đó là nhược điểm của lối văn hùng tráng. Còn đọc những đoạn văn kín đáo, xúc tích, tư tưởng của tác giả thấm nhẹ nhẹ vào tâm hồn ta, gợi cho ta những tư tưởng khác, ta nghĩ ngợi, ta mơ mộng, tìm thêm được những ý nghĩa hoặc những vẻ đẹp kín đáo ẩn náu sau lời văn, và nỗi vui của ta tăng lên bội phần. Ta thấy hứng dựng lên cũng như tác giả khi viết, và có cảm tưởng là cộng tác với tác giả mà thêm nét cho bài văn. Người ta nói đọc sách là sáng tạo chung, chính là nghĩa vậy. Bạn đã có lần trông thấy những hình hoa thị mà mỗi cánh hoa là những đường cung vẽ không trọn, nghĩa là cùng quy về trung tâm nhưng đều ngang ở cách trung tâm một chút. Ngắm những hình đó, tự nhiên óc ta tưởng tượng thêm mà kéo dài những đường cung tới tâm, và sự tưởng tượng ấy gây cho ta một thú riêng. Lối văn hàm xúc cũng có công dụng đó mà tế nhị hơn nhiều. Một cảnh mờ mờ dưới ánh trăng, một mỹ nhân lấp ló sau cành lá vẫn làm cho ta ưa nhìn hơn một cách rực rỡ dưới mặt trời, một vẻ đẹp lồ lộ dưới đèn điện. Mục đích của nghệ thuật là để gợi, mà tả tỉ mỉ cho hết thì óc tưởng tượng của ta còn dùng vào chỗ nào được nữa. Sức khiêu dưỡi của văn như vậy tất phải kém. Đây, xin bạn thử so sánh một đoạn văn của Victor Hugo và một bài thơ của Lý Bạch. Một khu vườn quan, có một cái ghế đá trong một góc, một hay hai tượng mốc, dài cái mắt cáo cũ quả đã long đinh và đương mục ở trên tường. Mà cũng chẳng còn đâu là lối đi, là bãi cỏ nữa, cỏ gà lan khắp, sự săn sóc đã bãi bỏ và thiên nhiên đã trở lại. Cây cao đã rủ xuống, cây gai đã vươn lên cành cao, cây nhỏ đã leo, cành lớn đã quằn. Cái gì bò ở trên đất đã đi kiếm cái gì phát triển ở trên không, cái gì phất phơ dưới gió đã cui xuống cái gì lết ở trên rêu. Thân, nhánh, lá, cây, dòi, cành leo, gai gốc đều chen lẫn nhau, xuyên qua nhau, phối hợp nhau, lẫn lộn nhau. Khu vườn đó không còn là một khu vườn nữa, nó là một bụi rậm khổng lồ, nghĩa là một cái gì chằng chịt như một cánh rừng, đông đúc như một thành thị, run rẩy như một tổ chim, tối tăm như một nhà thờ, thương phức như một bó hoa, cô tịch như một ngôi mộ, linh động như một đám đông. Thật là đầy đủ chi tiết, từ hàng rào, cây ghế, bức tượng đến cây lớn, cây nhỏ, gai, rêu. Rõ ra một cảnh quan du hàng năm không ai bước chân tới. Victor Hugo đã tả khéo và tưởng tượng đã mạnh. Câu cuối cùng, khu vườn đó không còn là một khu vườn nữa. Song nghệ thuật của ông là dùng chữ để giúp ta tưởng tượng như điều ông đã thấy và tả lên giấy, chứ không phải để gợi ta tưởng tượng thêm những điều ta đã thấy và muốn thêm vào bài. Vì vậy mà khu vườn đó là khu vườn của ông, không phải là khu vườn của chúng ta. Ông không cho ta giữ một phần sáng tác với ông. Cho nên, mặc dù phải nhận ông là khéo, mà ta vẫn không thích bằng khi đọc bài Trường Tương Tư của Lý Bạch. Mỹ nhân còn ở hoa đầy vườn, mỹ nhân đi rồi để dư vườn, vườn trống mền theo cuốn trơ đó, đã ba năm còn phẳng vất hương, hương kia cũng lưu luyến, mà người cũng vô tình. Tương tư lá vàng rụng, sương trắng điểm rêu xanh.
Tôi đã trích dịch cả bài, nhưng chỉ xin bạn đặc biệt chú ý đến hai câu cuối tả cảnh Dương Quang khi đã vắng bóng mỹ nhân. Tương tư hoàng diệp lạc, bạch lộ điểm thanh đài. Chỉ có 10 chữ mà gửi cho ta cảnh thê lương của cây cỏ và nỗi buồn nhớ của tác giả. Bạn tưởng như thấy Lý Bạch thơ thẩn ngắm cánh Dương Quang, lối đi thì cỏ đã mọc đầy và lấp dấu chân người. Mặt thềm thì rêu xanh phủ kín, lấp lánh giọt sương mai. Ngọn cho lạnh hiu hiu làm rơi lả tả những lá vàng xuống mặt một cái hồ sen đã tàn, hoặc xuống một bụi cúc đã lụi vì thiếu người săn sóc. Rồi nhớ lại cái hồi còn mỹ nhân thì vườn rực rỡ làm sao, cánh vui vẻ làm sao. Nào những lúc gió sớm trăng khuya, bàn tay vuốt ve những bông hồng, tà áo mơn trớn những giọt huệ. Thôi thì tha hồ cho bạn tưởng tượng, bạn có thể cho khu vườn của Lý Bạch nó mượn những cảnh sắc khu vườn của bạn hoặc của một gia nhân nào đó thì cũng được. Và như vậy là bạn đã góp công với Lý để tạo nên trong óc bạn một cảnh vườn mà Lý đã gợi lên trong hai câu đó và trong ba chữ hoa mãn đường ở câu đầu. Mà tôi đọc bài đó cũng tưởng tượng được một cảnh vườn theo những kỷ niệm riêng của tôi. Một người thứ ba cũng tưởng tượng được một cảnh khác theo những kỷ niệm riêng của người ấy. Và hết thảy chúng ta sau này đọc lại, có thể tưởng tượng ra một cảnh khác như cảnh hôm nay chúng ta đã tưởng tượng. Đó là công dụng mà cũng là ưu điểm của bút pháp phát diễn, nghĩa là chỉ diễn dài ý chính, tả vài nét đặc biệt để gợi thêm những y những nét khác. Tôi xin phép bạn cử một ví dụ nữa. Trong chuyện Salambo của Flaubert, có một đoạn tả một bữa tiệc của bọn đi lính mướn thời cổ. Đoạn ấy nổi tiếng và được dẫn trong nhiều sách giảng văn của Pháp. Mới đầu, người ta dọn cho họ món chim nâu nước sốt xanh trong những đĩa bằng đất sét đỏ vẽ hình đen cho nổi, rồi dọn tới đủ các loại hên lượm được bên bờ biển Qatar, tới món cháo lúa mì, cháo đậu tằm, cháo lúa mạch, món ốc nâu với cumin để trong những dĩa hổ phách vàng. Rồi người ta bày trên bàn la liệt những thịt, sừng dương có cả sừng, cong còn cả lông, trù nguyên cả con nấu với rượu nhẹ, đùi lạc đà cai và đùi trâu, nhím nấu với sốt ruột ca, ve sầu chiên, sơn thử ướp, trong các gạch men bằng gỗ miền Tampani, ở giữa nước nghệ nổi lên bền những miếng mỡ lớn, tất cả đầy ấm ấp những nước mắm, nấm và asafoetida. Hàng đống trái cây chất con ngọn đổ lăn xuống, đè những bánh làm bằng mật ong. Và người ta cũng không quên một vài con cho con bụng lớn, lông hồng mà người ta đã nuôi bằng bã ô liu cho mập. Đó là món ăn của dân Qatar mà các giống dân khác ghê tởm. Những thức ăn tân kỳ đã kích thích lòng tham ăn. Người Gola tóc dài vén trên đầu giành giật nhau những trái dưa và những trái chanh mà họ nhai ngòm ngòm cả giỏ. Mọi da đen chưa bao giờ trông thấy tôm hùm dũng về để cho gai đó của tôm làm rách mặt. Người Hy Lạp râu cạo nhẵn trắng hơn cẩm thạch liền ra sau lưng những đồ thừa trong đĩa, trong khi những người chăn cù ở Brisium bận da cho soi yên lặng ngốn ngấu mặt gầm trong phần ăn của họ. Chú ý của Flaubert là vẽ lại thật đúng thời thượng cổ. Ông bỏ ra 5 năm khảo cứu cổ sử, tìm tài liệu về cảnh vật phong tục các nơi, lại chịu khó tới Tunis ở châu Phi để thấm nhuần không khí miền ông muốn tả. Nhờ vậy đoạn văn đó có đủ những chi tiết về các món ăn kỳ dị mà người Pháp ít thấy. Món ốc nấu với cumin, sơn dương có cả sừng, cong còn cả lông, đùi lạc đà cái và đùi trâu, nhím nấu với garum, ve sầu chiên, sơn thử ướp, thịt cầy, dưa chanh. Về phong tục y phục và tính tình của các giống người Gola, Hy Lạp, Mãi, Ý, công phu và tài của ông ở chỗ đó, ông đã cho ta dự một bữa tiệc lạ lùng có một vẻ đẹp mang sợ. Nhưng chính vì chi tiết đầy đủ quá, miêu tả tinh tế quá, mà đoạn văn ấy thiếu một cái gì bí mật, mờ mờ tới cái đặc sắc, cái duyên của thời cổ khi ta gửi lại chỉ giảng từ 2-3 ngàn năm trước. Tôi tiếc chưa tìm được một bài nào trong văn học Trung Hoa cũng tả bữa tiệc của quân lính thời xưa để đối chiếu với văn của Flaubert.
đành phải tạm dẫn bài Lương Châu Từ dưới đây của Vương Hàn. Bồ đào rủ rót chén lô ly, muốn uống tỳ bà dục ngựa đi, bãi cát say nằm chế cũng mặc, xưa nay chinh chiến mấy ai về. Chỉ vài chi tiết rủ bồ đào chén dạ quan, đàn tỳ bà đủ để gửi cho bạn cái không khí thời xưa, và chung quanh những nét chính đó bạn muốn thêu thêm gì tùy ý. Hai câu sau cảm khai biết bao, ta tưởng tượng nỗi buồn mênh mông của một chinh phu nhớ nhà, không hy vọng gì được về, uống rượu để khuây sầu, rồi lăn trên bãi chiến trường mà ngủ. Tôi mới đọc lại bộ Thanh Nghị và tìm thêm được một thí dụ rất thích hợp. Không biết Đinh Gia Trinh kiếm được ở đâu ra những câu này của Ernest Reynolds. Đồ mắc dịch, còn en lắm điều kia. Này ma quỷ nào xui mi ho, trước khi hừng động như vậy, chẳng thương hại người ta mi cái hót gian lên. Thôi đi, ta nạp mi cho hung thần, vì mi đã đánh thức ta sớm qua, đồ ngu, trong khi ta đương ôm chặt hạnh phúc trong tay. Bài đó với bài đường thi dưới đây thì bài nào thế nhỉ? Ném đuổi con quanh vàng trên cành đường hót vang, làm tan giấc mộng thiếp hết đến liêu thâm chàng. Liêu là liêu tây, mà muốn giữ dần người ta đọc là liêu tê, nơi chồng của thiếu phụ đó đóng trại. Muốn cho bạn nhận thấy rằng nói phương phất có khi lại nhiều nghĩa hơn là nói quá minh bạch. Tôi xin cử hai bài nữa, cùng là hoài cổ, cùng nổi tiếng, mà giá trị rất chênh lệch chỉ do cách phô diễn tế nhị cùng không. Chắc bạn còn nhớ bài Hoàng Hạc Lâu mà tôi đã có lần giới thiệu. Bài đã làm cho Thôi Hạo và Lý Bạch phải ghen nhưng khâm phục. Trước mặt có cảnh mà nói không được, vì có thơ Thôi Hạo trên đầu. Bạn cho phép tôi chép lại một lần nữa. Gác hoàng hạc, hạt vàng ai cưỡi đi đâu, mà đấy hoàng hạt riêng lầu còn trơ. Hạt vàng đi mất từ xưa, nghìn năm mây trăng bây giờ còn bãi. Hang dương sông lạnh cây bài, bãi xa anh vũ xanh đầy cỏ non. Quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sống cho buồn lòng ai. Tảng đà dịch, có rất nhiều bản dịch giữ đúng được thể thất môn, nhưng tôi phải mượn bản dịch ra lục bát của tảng đà, vì bản này lột được hết cái hay trong hai câu kết mà tôi sẽ đem ra phân tích để so sánh với hai câu kết bài Thăng Long Thành hoài cổ của bà Nguyễn Thanh Quan. Tạo hoa gây chi cuộc hy trường, đến nay thâm thoát mây tinh sương. Lối xưa xe ngựa hồn thú thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Đa dẫn bền gan cùng tuế nguyện, nước còn cao mặt chưa tăng thương. Ngàn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh đây người đây luôn đoạn trường. Ai cũng nhận câu cuối của Thôi Hạo làm tăng giá trị bài thơ lên, còn câu cuối của bà Thanh Quan làm giảm bài của bà đi nhiều. Một câu già dặn, một câu tầm thường. Tại sao vậy? Ha, chẳng phải tại câu của Thôi Hạo có khi giọng phương phước gửi cho ta một nỗi sầu triền miên như dòng nước chảy xuôi, mà câu của bà Thanh Quan thì thật thà, không giúp ta tưởng tượng thêm chút nào cả. Sầu mà đến đoạn trường đến đứt ruột thì chẳng nhẫn quá rõ ràng, mà lại tới cái mức cùng cực không còn thêm bớt gì được nữa. Còn sử nhân sầu thì sầu ra sao không ai biết, tùy bạn đi. Bạn muốn hiểu nó ra sao, muốn tưởng tượng nó ra sao cũng được. Bạn nên để ý chữ nhân chẳng chỉ rõ ai cả, tất nhiên là chỉ tác giả trước hết, nhưng ngoài tác giả còn có thể chỉ bất kỳ người nào đứng ngắm cảnh lầu hoàng hạc. Huống hồ trong câu lại có bốn chữ yên ba giang thượng, tả một cảnh bao la mông lung, và ta tưởng chừng cái sầu của tác giả cũng mênh mông như sông nước. Tâm hồn tác giả cũng muốn theo làn khói mà về chốn cô hương. Trái lại cảnh đấy người đây chẳng gợi được một hình ảnh nào mà thiếu hẳn phần linh động. Nhưng trong một bài khác, bài Chùa Trấn Bắc, bà Thanh Quan đã đạt được một nghệ thuật rất cao, là chỉ đổi vị trí của hai chữ mà làm cho cặp luận hàm xúc vô cùng. Hai câu ấy như sau:
sông lúc phế hưng coi đã rộn, chuông hồi kiếm cổ lắng càng mau. Bà không viết lớp sóng phế hưng coi đã rộn, hồi chuông kim cổ lắng càng mau. Vì như vậy ta đọc xuôi một hơi, hiểu liền, chẳng cần suy nghĩ gì nữa. Bà đảo những chữ lớp và chữ hồi xuống dưới mà ý nghĩa quá tế nhị hơn. Sóng lớp thì ta có thể hiểu là từng lớp một, hoặc liên tiếp hết lớp này đến lớp khác, mà chuông hồi cũng có thể có hai nghĩa như vậy, lại thêm tiếng sóng và chuông nhờ vậy được nổi bật lên. Ở đây sự tế nhị không do thuật ghi những nét đơn sơ, mà do cách dùng chữ, tuy có vẻ đẻo gọt qua, nhưng cũng đã đạt được mục đích là gợi nhiều ý. Cái tài gợi bằng vài nét chính đơn sơ là chỗ sở trường của thi sĩ phương Đông, nhất là thi sĩ thời Đường. Đêm ngủ không được, nằm ngắm trăng mà nhớ nhà, Lý Bạch viết: đêm nhớ, bông trăng rọi trước giường, ngờ là đất có sương, ngẩng đầu trong trăng sang, cúi đầu nhớ cô hương. Những bạn nào quen với phép miêu tả của Pháp có lẽ cho bài đó là vô vị. Hai câu trên tả cảnh thì chỉ có một chi tiết là ánh trăng, làm cho cảnh vật mờ mờ tựa có sương. Hai câu dưới tả tình thì chỉ nói là cúi đầu xuống mà nhớ nhà. Nhạt nhẽo quá, nhưng nếu ta hiểu rằng mục đích của Lý Bạch là gợi thì bài thơ đó đã gợi được nhiều. Một cái giường kê sát cửa sổ, trăng đã tà rọi vào, thi nhân thao thức ngắm cảnh vật mông lung ở chung quanh, nhà cửa cây cối đều mờ mờ, rồi xin lòng nhớ nhà, cúi đầu xuống nghỉ ngơi miên man. Hai chữ đê đầu làm ta cảm được nỗi lòng cô liêu của ông và cả sự tịch mịch của đêm dài nữa. Bài Ức Đông Sơn của ông có những nét sơ sài như vậy, cũng đủ cảnh đủ tình, cảnh thì thanh nhã, tình thì mang mát. Nhớ Đông Sơn, non đông xa cách bao xuân, cây tường vi đã mấy lần nở hoa, mây xưa hẳn vẫn bay xa, trăng xưa biết rụng xuống nhà ai nào. Ngô Tất Tố dịch. Chỗ khác tả lúc tống biệt Mạnh Hạo Nhiên, Lý Bạch chỉ dùng 14 chữ mà cảnh như vẽ trước mắt, đủ trời, nước, cánh buồm, còn tình thì triền miên dằn dặc như trường giang. Bóng buồm đã hút trên xanh biếc, chỉ thấy trời sông sắc một màu. Câu dưới làm ta nhớ câu: dòng nước ngoài hiên vẫn tự trôi, của Dương Bột trong bài Đằng Dương Cát Tử. Thi sĩ Trung Hoa thường mượn dòng nước để tả tình hoặc cảm khái như vậy. Đây là một bộ tướng bình rực rỡ màu sắc, hô trong bốn câu: hai cái quanh vàng kêu liễu biết, một hàng nhãn trắng vút trời xanh, nghìn nắm tuyết núi sông in sắc, vạn dặm thuyền ngô bên rập rình. Đọc bài đó ta liên tưởng đến một bộ tứ bình khác, vẽ một cảnh cũng mênh mông như cảnh trên mà buồn vô hạn. Cảnh chung quanh lầu ngưỡng mít, buồn trong cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng canh buồm xa xa, buồn trong ngọn nước mới xa, qua trôi mang mát biết làm về đâu. Buồn trong nỗi cỏ dầu dầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh, buồn trong gió cuông mặt duệnh, ầm ầm tiếng sông kêu quanh ghế ngồi. Bài Thái Liên Khúc của Vương Xương Linh cũng rất khả ái, đủ thanh lẫn sắc, có lẽ có cả hương nữa, mà người và cảnh ẩn ẩn hiện hiện trong vài nét nhẹ nhàng tao nhã. Bài Ca Hái Sen. Lá sen một sắc như quần là, đua nở đôi bên ma bẩn hoa, lẫn lộn trong đầm ai thấy được, nghe ca mới biết có người ra. Bài dưới đây cũng tả một xíu nữ hái sen, tuy cũng thanh tân nhưng không diễm lệ bằng. Trên ao, người xinh bơi chiếc thuyền xinh, bông sen trắng nõn trắng tinh hái về, hơ hên dấu vết không che, trên ao để một luồng chía mặt bèo. Thơ Bạch Cư Dị do Tản Đà dịch. Những bài tả tình, cảnh bằng vài nét đơn sơ như vậy đầy trong các tập Đường Thi.
Tôi xin trích thêm một bài nữa, có 28 chữ mà đủ gợi một cảnh rất đẹp và diễn được một mối tình lai láng, buồn nhớ băn khoăn. Đề chỗ thay năm trước, nhớ ngày năm ngoái cửa trong này, đỏ ánh bông đào dáng mặt người, không biết mặt người đâu đó nhỉ, bông đào y cũ đón xuân cười. Bài của Thôi Hậu. Trong văn thơ Việt Nam, người có tài nhất về nghệ thuật gợi cảnh và tình là Nguyễn Du. Lật bất cứ trang nào trong truyện Kiều, ta cũng lượm được ít nhiều hạt châu lấp lánh chẳng hạn. Nào nào dòng nước uốn quanh, nhịp cầu nho nhỏ cuối gần bắc ngang, xè xè năm đất bên đàn, dầu dầu ngón có nửa vàng nửa xanh, cỏ non xanh tận chân trời, cành lễ trăng điểm một dài bóng hoa, một vùng cỏ mọc xanh rì, nước ngâm trong chắc thấy gì nữa đâu, gió chiều như gợi cơn sầu, vị lô hiu hắt như màu khơi rêu, long lanh đáy nước in trời, thành sảy khôi biếc non phơi bóng vàng, sập xè en luyện lầu không, cỏ lan mặt đất rêu phong dâu dài, cuối tường gai gốc mọc đầy, một mình ấp ỉ đêm chày, giữa dầu với nước mắt đầy năm canh, đến nơi đóng cửa cài then, rêu trùm kẽ ngạch cỏ lan mái nhà, sư đà hải thuốc phương xa, mây bay hạt lanh biết làm về đâu. Nguyễn Khuyến và Chu Mạnh Trinh cũng có được ít bài tuyệt tác, không kém những bài hay nhất thời Thịnh Đường, cũng gợi được những tình cảnh thanh nhã khoáng đạt như bài Thu Điếu. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió sẽ đưa dèo. Từng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo, tựa gối ôm cần lâu chẳng được, ca đâu đớp động dưới chân bèo. Hoặc lãng mạn diễm lệ như bài Kiều đi Thanh Minh. Màu xanh ai khéo vẽ nên tranh, nô nức đua nhau đổi đạp thanh, phận bạc ngắm ngùi người chinh xuôi, duyên mai dung rủi khách ba sinh, dưới qua nếp mặt gương lòng bỗng, ngàn liễu rung cơn sông gợn tình, mang mát gì đâu thêm ngang nổi, đường về chiên đã gác chênh chênh. Chu Mạnh Trinh. Đơn sơ là một vẻ của sự tế nhị, kín đáo là một vẻ khác. Thuật đơn sơ hợp với thuật tả cảnh hơn là tả tình. Thuật kín đáo hợp với thuật tả tình hơn là cảnh. Cả hai đều có công dụng làm cho văn hàm súc, nghĩa là lời ít mà ý nhiều. Có khi tình hoặc việc khó bày tỏ một cách rõ ràng mà thanh nhã, nên phải dùng một bút pháp bông bẩy kín đáo như Nguyễn Du. Hải đường mơn mởn cành tơ, ngày xuân càng gió càng mưa càng nồng, nguyệt hoa qua nguyệt ráo nùng, đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng. Hoặc Nguyễn Gia Thiều, cái đêm hôm ấy đêm gì, bỗng dương lòng bóng đồ mỹ chập trùng. Có khi chỉ muốn cho một số người hiểu mà viết những câu kinh đao như bốn câu giữa trong bài Tự Than của Nguyễn Trãi mà tôi đã dẫn ở cuốn Luyện Văn 1. Chiếc thuyền lờ lững bên sông, biết ai tâm sự ngõ cùng ai hay, chắc chi thiên hạ đời nay mà đem non nước làm rầy chiếm bao, đã buồn vì trận mưa rào, lại đau về nỗi ào ào gió đông, mây trôi nước chảy xuôi dòng, chiếc thuyền hờ hững trên sông một mình. Trong những thời quốc gia mất chủ quyền, các thi sĩ có nhiệt huyết không thể nén nổi quốc hận, chua chát được. Phải cho nó phát ra trong văn thơ, nhưng để tranh cây quả văn tự, họ dùng một bút pháp rất kín đáo. Những bài đó bao giờ cũng có hai nghĩa, mà cái nghĩa kín
thì chỉ một số đồng chí hiểu được, nếu không chú thích, người đời sau khó đoán nỗi thầm ý của tác giả. Trong cuốn Đông Kinh Nghĩa Thuật, tôi đã dẫn một bài thơ của cụ Phương Sơn, một hội viên của Nghĩa Thuật, và lại một bài của cụ Nguyễn Quang Chiêu, một nhà ái quốc đã bôn ba hải ngoại và bị đài đi Guyane, rồi lại trốn được về nước. Đã từng dùng dãy bốn phương trời, nằm mơi về đây lậu lại xơi, tuyết trắng hao mòn gần hết lạnh, mai vàng rực rỡ muốn đâm chồi. Gửi nhờ trời đất ai không khách, mài miệt cầm thi thẹn cái tôi. Gặp lúc thái bình mưa gió tốt, nên chơi ta rủ bạn ta chơi. Hai câu thực tả cảnh Tết hết đồng qua xuân, nhưng kỳ thực là ám chỉ sự suy vi của người da trắng, cho nên mới nói đến tuyết trắng mà ở Nam Việt không bao giờ có, và sự cường thịnh đưa phát của da vàng, tức mai vàng. Hai câu kết tuyên đoán sẽ có cuộc đại chiến ở Thái Bình Dương và hẹn với bạn sẽ cùng nhau hoạt động. Ý nghĩa tuy kín đáo mà không tối, đáng gọi là thành công. Đến như bài Giang Tế Bonba của Tam Nguyên Yên Đổ thì kính đã qua. Trời Tây đằng đẵng bóng vàng, thành gươm y ngựa lên đàn thẳng dông. Ngoài nghìn dặm chốc ba đông, bất bình nổi trận đùng đùng xâm gian. Bây giờ sự đã vẹn toàn, kể làm sao xiết muôn vàng ái ân. Khi thiền khi đã về thần, hẳn còn đeo đám mây tầng xa xa. Cúi đầu quỳ trước sân hoa, thác là thể phách còn là tinh anh. Ông Thái Bạch trong tờ Cải Tiến số 8 giảng. Bài dân tập Kiều này có ý nói bên bè từ bên Tây qua đây, sắp đặt việc Bình Định xong xuôi thì chết đường, chết chợ, chết bỏ quê hương không về được Pháp. Hai câu, khí thiên khi đã về thần, hồn còn theo đám mây tầng xa xa, là chỉ vào việc đó. Còn hai câu kết là ngụ ý chửi các quan người Việt đi ra quỳ gối trước bà vị một tương đi cốt nước người ta để hưởng lấy những cái cặn bã bỏ thừa mà không biết thê là nhục. Một viên tuần phủ Ninh Bình nổi tiếng là sâu dân mọt nước, sính thơ mà rất kiêu ngạo, sai thợ cắt vào núi Dục Thúy ở Ninh Bình một bài thơ y làm. Rồi ít năm sau lại sai đục vết hai chân của y nữa. Một nhà nho nọ lên chơi núi thấy vậy, tất cảnh bốn câu cực kỳ cay độc. Năm quay năm xưa đục mấy dần, năm nay quan lớn đục hai chân, khen cho đá cũng già gan nhỉ, mà để cho quan đục mấy lần. Lấy phần đông mà xét thì giá trị nghệ thuật những bài thơ tôi vừa dẫn không cao bằng những bài trong đó tác giả không nói hết ý mà độc giả vẫn hiểu. Văn như vậy mới thật là hàm súc, lời có hạn mà ý thì vô cùng, gây cho ta một nỗi thích thú lạ. Bài Sơn Trung Vấn Đáp của Lý Bạch là một ví dụ. Lời vấn đáp ở trong núi, hỏi ta sao ở chung thanh sang, cười mà chẳng đáp lòng tự nhàn, qua đào dòng nước mông lung chảy, riêng có càng khôn khác thế gian. Tác giả không cho ta biết nguyên do tại sao lên ở núi xanh, song có ai mà không đoán được tâm trạng của ông. Tâm trạng một nhà ẩn dật, chẳng cần biết đời mà cũng chẳng cần ai biết mình. Thái độ cười mà chẳng đáp, ngủ biết bao nhiêu tình ý. Câu thứ ba cũng rất khéo, chỉ lỡ hai vật là hoa đào và dòng nước mà gợi được một cảnh thanh nhã, u tịch. Cảnh đào nguyên cách biệt hẳn với cảnh nhân gian. Bài Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ của Giả Đảo cũng một bút pháp như vậy, nhưng nghệ thuật có phần kém. Tìm người ở ẩn mà không gặp, dưới tùng hỏi tiểu đồng, nơi thầy đi hai thuốc, chỉ ở trong núi này, mây sâu chẳng tìm được. Câu Dân Thăm Bất Tri Xứ có thể là đầu đề cho một bức họa tuyệt nhã, nó vừa gợi một cảnh u buồn, dự tả được tính tình và đời sống của người ở ẩn. Vẻ kín đáo có thể trang nghiêm như trong hai bài đó, lại có thể ổn ờ như hai bài dưới đây. Ý Xuân của Lý Bạch. Cỏ yên tơ biết phủ, dâu tần nhánh lục xòa, đường lô chàng mong nhớ là khi thiếp xót xa. Gió xuân chẳng quen biết, sao lại động màng là. Tình xuân phơi phới mà e lệ của một thiếu phụ xa chồng. Ngoài Lý Bạch ra,
ai tả được bông bảy thâm trầm, nửa trách móc, nửa bẩn cợt như vậy. Bài Uống rượu xem qua mẫu đơn của Lưu Vũ Tích. Cao Hưng bữa nay nhậu, dài ly khất dây qua, chỉ buồn qua biết nói, chẳng nỡ gì ông già. Tôi chắc chắn Lưu Vũ Tích đã mỉm cười khi hạ câu, bất dị lão nhân khai. Ông tự đùa ông và bảo, nếu qua biết nói, tất đuổi ông đi không cho ông ngâm. Thật là tình tứ. Bài Biết Hồ Thượng Đình cũng đạt được cái nghệ thuật không nói mà nói của Lý Bạch. Từ biệt cái đình trên hồ, gió xuân mát quá chủ hồ đình, nhanh liễu dây leo buộc môi tình. Ở mãi quanh vàng quen biết lắm, gần đi hót vội bung năm thanh. Có một lời nào tả tính tình của tác giả đâu mà ta đoán được ông là người ẩn dật, không ham danh lợi, ít giao du, cho nên ở lâu một chỗ mà tới khi đi không ồn ào kẻ đưa người viên, chỉ có những nhành liễu dây leo buộc mối tình và mấy con quanh vàng cất tiền hót để từ biệt. Và đây bạn thử đoán tâm sự của Vương Duy. Ông xa quê gặp người ở Cô Hương lại mà không hỏi thăm họ hàng bè bạn cùng những tin tức thăng trầm, chỉ hỏi hoa mai đã nở chưa. Vô đề, anh từ làng cũ lại, việc làng chắc biết dư, ngày mai trước cửa sổ bông mai đã nở chưa. Tôi thấy giọng thơ đó hợp với đời ông quá. Ông Đậu Tiến Sĩ tuy làm quan nhưng yêu thi quả hơn là thứ khác, thâm tín đạo Phật, mỗi ngày đều ăn chay tụng kinh, tâm hồn thanh cao khoáng đạt như đào tiềm thời lục triều, không quan tâm mây đến thế sự mà gần gũi với thiên nhiên. Không lẽ chỉ giới thiệu thơ, nên tôi xin chép lại dưới đây hai bài tản văn, một bài rất ngắn mà rất nhiều ý vị của Lưu Vũ Tích và một bài của Tư Mã Thiên được Lâm Tây Trọng khen là rất hàm xúc. Bài Minh Căn Nhà Quê Mùa của Lưu Vũ Tích. Núi không tại cao, có tiên thì nổi danh, nước không tại sâu, có rồng thì quá linh. Đây là căn nhà quê mùa, chỉ nhờ nước ta mà thơm tho. Ngấn rêu biết leo thềm, sắc cỏ xanh chiếu rèm, cười nói có thâm nho, đi lại không bạch đinh. Có thể gãy cây đờn mộc mạc, đọc kim tinh, không tiên tơ tiên trúc làm loạn tai, không giấy tờ thư trác làm mệt thân hình. Thảo lư của Gia Cát ở Nam Dương, nhà mát của Tử Dân ở Tây Thục, Khổng Tử nói có gì mà quê mùa. Toàn bài câu nào cũng lời ít mà ý nhiều, câu kết nhờ dẫn một lời của Khổng Tử mà gói ghém được hết các ý ở trên, lại tỏ vẻ tự hào đã cải qua phong tục chỗ mình ở. Tán Tào Tướng Quốc. Hoàng Tân Quốc Tào Tham công cướp thành đánh trận, sở dĩ được nhiều như thế là cùng đi với Hoài Âm. Kiểu khi tin đã bị giết thì kể trong các liệt hầu được thành công, chỉ còn Tham là được tiên hơn cả. Lúc Tham làm tướng quốc nhà Hán, cho thanh tĩnh không làm gì là hợp với đạo hơn cả. Thế nhưng trăm họ sau khi thổi nhà Tần tàn bạo, nhờ Tham cho được nghỉ ngơi, cho nên thiên hạ đều khen là giỏi dậy. Những tấm dịch mới đọc qua, chắc bạn cũng như tôi thấy không có gì đặc sắc. Nhưng xin bạn nghe lời bình của Lâm Tây Trọng cũng do những tống dịch. Tào Tham làm tướng văn, làm tướng võ, trước sau không chút lỗi, công danh đáng kể vào bậc nhất. Dễ mà xem y lời tán thì câu nào cũng cho là ăn mai. Chẳng khác gì nói, nếu chẳng đi với Hoài Âm thì chưa chắc đã được nhiều công như thế. Dù cho nhiều công mà Hoài Âm không bị tru diệt thì tất nhiên danh tiếng cũng không sao vượt lên trên. Cho Tham là mai chính là để phàn nàn cho Hoài Âm là không mai vậy. Kiểu khi làm tướng quốc, chỉ vì gặp sau khi nhà Tần bảo ngược nghiêm ngặt quá, cho nên dân được yên nghỉ, mai mà được ca tụng là giỏi, nếu không thì chả có gì là đáng kể cả. Người ta cho là tan, tôi thì cho là chửi mà thôi. Vị chức tướng quốc là để giúp thiên tử dẹp yên hòa loạn, kỳ dựng thai bình. Tham vào làm tướng năm thứ hai thời Huệ Đế, chính là lúc họ Lã đương chuyên quyền. Tham không ngờ nổi gây ra giả sản lộc, người họ Lã toàn cướp người chùa, họ Lưu xích mất ngôi. Xem như lời Tham mắng con, việc thiên hạ không phải là việc mày nên nói. Thì ra biết việc không làm được mà không làm,
Tha phải cái đạo hết sức làm việc, không được thì thôi, đừng làm quan nữa, đó sao? Vì làm tướng văn không biết chức phận, cho nên đến việc làm tướng võ cũng kể là nhờ người nếm việc. Ông Lâm Môn rất bất mãn về chỗ đó, người đọc nên tìm ý ở ngoài lời nói. Tôi đã nói, lời ít mà ý nhiều là cái sở trường của văn thơ Á Đông. Như vậy không phải là trong văn thơ Âu Mỹ không có những bài hàm xúc. Tại Pháp, trong thế kỷ 17, thế kỷ cổ điển, quan niệm về cái đẹp cũng phản phất như của Trung Hoa thời xưa, cũng trọng quy tắc, điển cố, tính cách trang nghiêm, tế nhị và những tình cảm trung chính. Cho nên một vài tác giả như Pascal viết được những trang rất tao nhã và xúc tích. Đây, xin bạn đọc một đoạn ngắn trích trong tập Pensée, tức tư tưởng của ông. Khi tôi thấy sự ngắn ngủi của đời tôi như bị thu hút mất trong khoảng thời gian vô tận ở trước và ở sau, mà khoảng không gian tôi chiếm bị tiêu trầm trong khoảng không gian mênh mông vô tận, thì tôi sợ hãi và kinh ngạc rằng tôi ở chỗ này chứ không ở chỗ kia, vì không có lý mà tôi ở đây chứ không phải là chỗ kia, ở thời này chứ không phải ở thời trước. Ai đã đặt tôi ở đây, do mệnh lệnh và sự chỉ huy của ai mà nơi chốn này, thời gian này đã được dành cho tôi? Qua thế kỷ 19, thế kỷ lãng mạn, đa số văn nhân theo trào lưu, cảm xúc nồng nhiệt, phúng túng, diễn hết tình ý trong lòng mình. Văn chương có những màu sắc tân kỳ nhưng chi ly, rườm rà. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là nói chung, chứ bất kỳ nhà văn nào ở thời đại nào cũng có lúc phải dùng đến bút pháp đơn sơ, tế nhị, hàm xúc, vẽ phát bằng một vài nét, thì Verhoeven trong bài Em Dơ, tức Người Già. Một ông lão, thân ông bây giờ lấy bảy già già nua, phải khó khăn lắm những ngón tay công và bị chân phong của ông mới đưa được một chút thuốc lá màu lạc từ túi lên tới ống điếu. Ông ở xa xa đằng kia, cui dậy động cát, nào gió, nào mưa, nào sương, nào trăng. Tôi thăm ông ở chỗ cửa sổ lấp kính sam, hồi hừng đông và chiều như những bản cô cũ. Năm cô cuối, có cái giọng thơ Trung Quốc làm ta liên tưởng đến bài Trúc Lý Quán của Vương Duy đời Đường. Quán ở Trúc Lý. Một ngồi trong bụi trúc, gái đàn lái quýt còi, rừng sâu người chẳng biết, trăng sang tôi coi hoài. Nhất là bài Ngư Phủ Từ của Lý Tuân thời Ngũ Đại. Bài từ ông đánh cá, lánh đời câu cá bao năm, thức giọng mong gì như cũ nhàn, rót rượu trắng đồi núi xanh, cười chỉ cửa sài đón bản trăng. Nhưng so với thi sĩ Trung Hoa, ta vẫn thấy Verhoeven còn dùng nhiều nét quá, không diễn hết ý mà ý vẫn đủ và có phần mạnh hơn. Thì như bọn kết bài Le Retour de Bécher, tức Người Ngư Phủ Trở Về của Victor Hugo. Khi chồng đi đánh cá ngoài khơi, nàng Jenny ghé thăm một người đàn bà quá, thấy người đó mới chết, bên cạnh là hai đứa bé đang ngủ. Nàng thương hại ôm chúng về nuôi, nhưng sợ chồng rầy, vì nhà đã đông con mà lại nghèo túng, nên nàng phải giấu chúng ở một chỗ tối. Chồng về, nàng dò ý chồng, người chồng nói, vợ chồng mình sẽ nuôi chúng, chúng sẽ là em của năm đứa kia. Khi trời thấy chúng mình phải nuôi thằng bé và con bé đó cùng với bầy con chúng mình, thì Ngài sẽ phù hộ chúng ta đánh được nhiều cá hơn. Anh sẽ uống nước lạnh, anh sẽ làm gấp đôi. Thôi, quyết định rồi, mình đi kiếm chúng đây. Nhưng mình làm sao vậy? Mình không bằng lòng ư? Mỗi khi mình chạy mau mắn lắm nè. Nàng mở tấm màn che ra nói, nè, chúng đây nè. Victor Hugo không cần tả, chỉ dùng ba chữ, nè, chúng đây nè, mà gửi cho ta tưởng tượng được lòng hân hoan của người vợ, cảnh đầm ấm trong gia đình nghèo ấy. Đúng như lời Alfred de Vigny nói, không trông thấy mà có thật. Câu kết trong đoạn đó có thể so sánh được với những câu kết của Đỗ Phủ trong bài Thạch Hào Lại và của Bạch Cư Dị trong bài Tần Trung Ngâm, tức Khinh Phì. Đỗ Phủ có lần tá túc trong một nhà nọ ở xóm Thạch Hào. Đương đêm lính vào nhà bắt người, ông lão chủ nhà leo tường trốn.
Bà lão là răn nỉ với lính rằng đã có ba đứa con trai tòng quân mà hai đứa tử trận. Trong nhà chỉ còn đàn bà con nít. Cuối bài hạ hai câu. Trời sáng bước lên đường, chỉ cùng lão ông biệt. Cảnh từ biệt đó mới âm thầm náo nuột làm sao. Ai đọc mà không bồi ngồi tưởng tượng lúc bà lão bị bắt cùng tình cảnh thê thảm của ông lão và bầy cáo nhỏ. Còn bạch cư dị sau khi tả bữa tiệc linh đình của các đại thu và tướng quân, không cần chuyển mà kết. Năm nay hạn hán Giang Nam, cồ châu người mổ người làm thức ăn. Không một lời cảm thán, một lời phê bình mà nỗi oán trách, quốc hận ngùng ngột ở ngòi bút thi sĩ. Đến như văn thơ tả những tâm sự kinh đáo tế nhị, thì trong văn học Pháp ta cũng thường thấy. Bài được truyền tụng nhất là bài Sene Đạt Ve tôi đã trích trong cuốn Luyện Giang Ba, rồi tới bài Lava Spraye của Sully Prudhomme, tức Cái Bình Vỡ. Văn nhân Việt Nam cũng đã thi nhau dịch bài này như dịch bài của Đạt Ve. Tôi đã sưu tầm được 5 bản dịch, nhưng chưa bản nào được phổ biến. Tôi xin chép lại dưới đây bản của Đàm Quang Thiện, một bản dịch gần đúng nghĩa và ngắn nhất, chứ chưa đáng gọi là khéo. Bạn nên để ý, ông đã dùng thể ngũ ngôn, tức một thể của phương Đông, mà số cước trong câu ít nhất để dịch một thể cũng rất ít cước của Pháp. Thể 8 cước. Bình hoa dở, bình hoa hoa heo nọ, quạt chạm hoa bình dở, canh quạt chỉ lướt qua, một tiếng cũng không có, vết thương nhẹ nhàng kia, ngày ngày xé pha lê, lặng lẽ mà chắc chắn, lần lần dòng một tia, nước trong giọt giọt rõ. Nước trong giọt giọt rõ, mật qua cũng hết cả, chưa ai chú ý vào, để im thôi đã dở. Cũng thường tay mình yêu, lướt tâm tâm đau nhiều, rồi tâm tử xe mãi, hòa bình ngày một tiêu. Bề ngoài trông trọn vẹn, mà trong thầm khóc tiếng, vết thương nhỏ mà sâu, dở rồi đừng động đến. Từ khi ở Pháp xuất hiện phái tượng trưng vào cuối thế kỷ 19, thì thơ của họ có cái giọng khác hẳn thơ phương Đông, rất tế nhị, có khi tế nhị qua hơn cả màu sắc của ánh trăng, hương thơm của phong lan. Thơ phái đó gợi rất nhiều, nhưng không gợi bằng chữ, bằng ý nghĩa mà bằng thanh âm. Nó cũng vô cùng hàm súc, có khi một bài có thể hiểu theo nhiều cách. Có người khen nó như những cục kim cương, nhìn phía nào cũng thấy lấp lánh. Tôi thì thấy nó thường tối tăm, và cái hàm súc của nó không phải là cái hàm súc cổ điển của Trung Hoa. Thật lạ lùng, một dân tộc có những triết gia như Đề Cạt, một dân tộc mà cả thế giới nhận là có óc suy lý, mà lại có những thi phái như tượng trưng, siêu thực, đa đa, chủ trương rằng thơ không thể hiểu được bằng lý trí mà bằng trực giác. Tuy nhiên, ta phải nhận rằng những thi sĩ đại tài trong phái tượng trưng đã đưa thơ Pháp tiến thêm một bậc, và nhiều bài của Baudelaire, của Paul Valéry rất có giá trị nhờ nó gợi nhiều mà không tối, như bài Spleen của Baudelaire. Bản dịch của Phạm Quỳnh. U quốc, những khi trong tri ai quán buồn bực không dứt, trời thấp nặng chình chịch như cái dung, bao lung cả chân mây gốc bể mà trút xuống cho ta một cái ngày tối thảm hơn là đêm. Những khi mặt đất biến thành ngục tối để giam cái thần hy vọng ở trong, khác nào những con dơi bay trong nhà quan, đập canh vào tường ẩm, đâm đầu vào trần mục. Những khi mưa trút nước xuống, tựa hồ như đặt dông sắt cho một cái nhà tù lớn, mà trong cùng óc ta thì hình như có vô số những con nhện xú quế đến chăn dây mắc mạng. Những khi ấy thì tiếng chuông tiên trong ở đâu bỗng nổ lên đùng đùng, tôn lên trời những tiếng kêu gầm thét như một lũ quan hồn chưa thác, đồng thanh mà rền rĩ thiết tha. Bấy giờ tôi tưởng như trong hồn tôi đứng chảy lũ lượt những đám ma, không kèn không trong lẳng lặng mà đi. Thần hy vọng bị thất bại, khóc rưng rức thần sầu khổ được thăng thế, ra tay tàn ác nghiêng đầu xuống mà chôn lá cờ đen trong ốc.
Bài đó ý nghĩa rõ ràng nên dễ dịch. Bài dưới đây mới thật là tận trần. Lấy lý trí mà xét thì nhiều câu nhạt nhẽo mà bố cục của bài cũng không có. Khác xa với thơ Đường Luật mà bố cục chặt chẽ biết bao. Nhưng lời thơ đã gửi được cho ta một cảm tưởng buồn buồn mà hơi bí mật. Cái buồn của hoàng hôn nhờ âm thanh trong những dần Osasua, Robosua, Ostansua, Noasua và trong những câu lặp đi lặp lại. Sau cùng, nhờ những tiếng về việc thờ phụng như Ostansua, Osasua, Robosua, Đinh Gia Trinh đã nói, đến thơ tượng trưng thuần tí thì dịch nó ở một thứ tiếng này ra một thứ tiếng khác mới thật là công giả tràng. Vì cái ý nghĩa mang bởi một bài thơ tượng trưng về loại ấy không quan hệ gì mấy. Mà quan trọng nhất là cái hình thể của nó, nhạc điệu hiệu lực của một âm một dần. Những cái khó truyền cảm vô cùng. Ở đây là chỗ thích hợp để nói dịch là phản. Dân, nhưng tôi chắc một số ít độc giả không biết tiếng Pháp sẵn sàng gọi cái tội phản Baudelaire của tôi. Chứ không tha cho tôi cái lỗi giới thiệu một bài thơ mà không cho biết nó nói gì. Cho nên tôi cũng xin dịch và chỉ dịch cốt cho sát nghĩa, mặc dù tôi biết công đó tất là công giả tràng. Sự êm hòa của buổi chiều. Đây đã tới những lúc mà rung rinh trên cành, mỗi bông hoa bay hơi như một lư hương. Thanh và hương quay trong không khí buổi chiều. Điệu múa sầu muộn và sự choang chang muể hoại. Mỗi bông hoa bay hơi đi như một lư hương. Đàn vô lông rung rẩy như một trái tim người ta làm cho phiền não. Điệu múa sầu muộn và sự choang chang muể hoại. Trời buồn và đẹp như một hành điện lân. Đàn vô lông rung rẩy như một trái tim người ta làm cho phiền não. Một trái tim dịu dàng sợ cái hư vô mênh mông và đen tối. Trời buồn và đẹp như một hành điện lân. Mặt trời đã chìm đắm trong dũng máu động lại của nó. Một trái tim dịu dàng sợ cái hư vô mênh mông và đen tối. Thu lượm mọi di tích cũng dĩ dãng rực rỡ. Mặt trời đã chìm đắm trong dũng máu động lại của nó. Kỷ niệm của em chói lọi trong lòng ta như một bình thánh thế. Đến như bài Le Vin Perdu, rượu đã mất của Paul Valéry, thì quả thật là ai muốn hiểu ra sao thầy hiểu. Rượu mất đi. Một ngày nọ tôi đã đổ xuống biển, nhưng tôi không còn nhớ ở nơi nào. Một chút rượu quý để tặng hư vô. Ôi rượu nào có ai muốn mi mất đi đâu. Có lẽ ta tuân theo lời thầy bói chăng? Có lẽ ta tuân theo nỗi thắc mắc của lòng ta chăng? Nghĩ đến mau mà đổ rượu. Biển thường vẫn trong suốt, sau một chút khói hồng lại trong trẻo như cũ. Mất rượu đó sông sai, ta đã thấy nhảy nhót trong không khí cay đắng những hình ảnh sâu xa nhất. Chút rượu đổ đi đó tượng trưng cái gì? Tư tưởng của tác giả chăng hay là ái tình? Không ai biết. Bạn muốn hiểu sao cũng được. Rồi sao lại nghĩ đến máu mà đổ rượu? Và bài đó có liên quan gì đến lời tuyên bố sau này của Valéry với các nhà báo? Truyền bá văn hóa thì văn hóa lan rộng ra và có thể mất bản sắc đi, nhưng cũng có khi nó tụ lại như một ít chất rượu trong đai ly. Tuy nhiên, dù chứa nhiều nghĩa, bài đó vẫn còn có thể hiểu được hay đoán được. Còn thơ của phái siêu thực Thái Đa Đa thì hoàn toàn là hủ nô. Trong cuốn Luyện Văn Một, tôi đã phê bình họ nên xin miễn nhắc lại. Ở nước ta, một số thi nhân hiện đại đã bắt chước phái tượng trưng như Xuân Diệu trong bài Nguyệt Cầm. Trăng nhập vào đấy cung nguyệt lạnh, trăng thương trăng nhớ hỡi trăng ngần. Đàn buồn, đàn lặng ôi đàn chấm, mỗi giọt rơi tàn ôi lệ ngân. Mây trắng, trời trong đêm thủy tinh, linh lung bông sáng bỗng rung mình. Vì nghe nương tử trong câu hát, đã chết đêm rằm theo nước xanh. Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời, đàn ghi như nước lạnh trời ơi. Long lanh tiếng sỏi gian gian hận, trăng nhớ tầm dương nhạt như người. Muốn bề ánh nhạc biển pha lê, chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề. Sương bạc làm thinh khuya nín thở,
nghe sầu ấm nhạc đinh sao khuê. Bạn đừng phân tích nghĩa, cứ ngâm lên rồi sẽ thấy một cảm giác buồn buồn, lạnh lẽo, bí mật, hơi ghê sợ. Và như vậy là tác giả đạt mục đích rồi. Cậu cui thật du dương và đẹp, mở cho ta một thế giới thâm thẳm, lấp lánh những nhạc.